Body The Mon đang được rất nhiều chị em tin dùng, vì kem này không chỉ làm trắng da mịn da, mà còn cấp ẩm, tái tạo và nuôi dưỡng da giúp cho da ngày càng trẻ hóa. Ai xài cũng khen và tự tin hẳn lên, vì da đẹp lên mặc gì cũng đẹp như thiên thần. Cũng vì nhiều người mua, mà hàng giả cứ thế được bán tràn lan khắp nơi. Nên trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình làm video phân biệt hàng thật giả của kem Body The Mon, để bạn có thể biết mà mua đúng hàng thật chính hãng thì xài mới đẹp và không bị hư da được. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tay trái của mình là kem Body The Mon hàng giả, còn bên tay phải là kem The Mon hàng chính hãng. Sau đây mình sẽ chỉ cho bạn biết những điểm khác biệt giữa kem thật và kem giả khác nhau như thế nào. Sự khác nhau đầu tiên là khi bạn cầm hộp kem thật và kem giả trên tay, thì sẽ có cảm giác là hộp kem giả rất lỏng lẻo, mong manh và không chắc chắn như hộp kem hàng thật. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy logo trên nắp của hàng thật bên phải, nhìn có vẻ đẹp, đều và thiết kế tinh tế hơn hàng giả bên trái. Mà nhìn chung, nếu so sánh cái logo này thì cũng khó mà phân biệt được hàng thật và hàng giả. Nhìn từ vỏ hộp bên ngoài thì bạn cũng thấy được màu của hàng giả bên trái đậm hơn so với màu của hàng thật bên phải. Ở mặt bên của hộp kem, bạn sẽ thấy hàng thật có chữ đậm và sắc nét hơn hàng giả. Mặt phía sau này cũng vậy, chữ của hàng thật được in đậm và in một cách rõ ràng, chứ không mờ nhòe và nhạt như hàng giả bên trái. Sự khác nhau rõ ràng nhất chính là ở dưới đáy hộp kem, của hàng thật được in màu, còn của hàng giả bên trái là trong suốt, chỗ in mã vạch cũng có sự khác nhau. Bây giờ có thể phân biệt thật giả bằng cách xem đáy hộp kem, có thể một thời gian nữa hàng giả cũng làm giống như hàng thật, thì lúc đó khó phân biệt hơn nhiều. Ở hộp kem bên trong, ở trên nắp, bạn cũng sẽ thấy được logo của hàng thật nhỏ hơn, in đều và đẹp mắt hơn. Chữ ở mặt bên này, thì của hàng thật bên phải chữ nó nhỏ và mảnh mai hơn, nét chữ thanh thoát và rõ ràng hơn chữ hàng giả bên trái. Bên này, thì bạn thấy được hàng kém chất lượng nó in chữ bị nhòe lem luốc hết cả, chứ không rõ ràng và tinh tế như hàng chính hãng bên phải, chỉ cần nhìn thấy chữ in cầu thả là biết hàng kém chất lượng rồi. Với đáy hộp kem, thì chỗ chữ in ngày tháng hạn sử dụng khác nhau. Và bên hộp hàng thật thì có một cái lỗ tròn tròn ở đây, trong khi đó hàng giả thì không có cái lỗ tròn này. Theo, mình sẽ so sánh bên trong hộp kem, để bạn có thể phân biệt được hàng thật giả, nó khác nhau như thế nào. Hàng thật có một cái cây muỗng nhựa để lấy kem, trong khi đó hàng giả thì không có cái muỗng này. Nhìn cái nắp đậy kem bên trong, bạn cũng có thể thấy được sự khác nhau rõ ràng giữa nắp hàng thật và hàng giả. Theo, mình sẽ so sánh chất kem bên trong, để cho bạn biết nó khác nhau như thế nào nhé. Có thể thấy là, chất kem của hàng giả bên trái, có màu hồng đậm hơn hẳn so với hàng thật bên phải, bạn cũng sẽ thấy chất kem thật có vẻ mịn màng hơn so với hàng giả. Mùi của kem giả, có mùi thơm nồng hơn, còn mùi của kem thật thì thơm dịu nhẹ nhàng, kem thật có mùi dễ chịu hơn nhiều. Mà mình bôi kem thật lên da, cảm giác kem thật nhẹ, dễ tán, và thấm nhanh vào da. Cảm giác dễ chịu hơn, còn khi bôi kem giả thì cảm giác hơi bết dít hơn, khó thấm vào da hơn, phải tán khá lâu thì kem giả mới thấm được. Là mình vừa chỉ cho bạn cách phân biệt kem Body The Mon thật và giả khác nhau thế nào, hy vọng bạn đã biết được cách phân biệt rồi. Khi nào có video mới về phân biệt hàng thật giả Body The Mon mới nhất, thì mình để link dưới video này nhé. Bạn nhớ là mua hàng chính hãng mà xài nhé, đừng có tiếc tiền khi mua mỹ phẩm, vì hậu quả xài phải hàng giả là rất khủng khiếp và ân hận rất lâu dài.